ở đây nó có những cái rãnh dưới đây nè ha, chúng ta sẽ nhét. Nhận được cuộc gọi mà không cần phải cởi cái mũ bảo hiểm ra, cuộc gọi tới thì nó sẽ ưu tiên cho cuộc gọi bằng bấm một hai nút trong đây nè. Đó, bấm nhận một cái là bạn sẽ nghe trả lời mít ở đây, và sau khi đàm thoại xong bạn tắt một cái là xong. Hai chào người trở lại với Happy Channel. Video hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới tới từ thương hiệu Rock, đó chính là cái tai nghe Bluetooth cho mũ bảo hiểm. Thì cái tai nghe này á, giá bán lẻ của nó hiện tại là 450.000, nhưng bạn nào mua chung với mũ Rock hoặc mua mũ Rock rồi quay lại mua sản phẩm này sẽ được giảm 30%, nghĩa là nó chỉ còn 315.000 thôi nha các bạn. Thì mình sẽ mở hộp nó ra tại đây luôn. Ở đây các bạn sẽ thấy nè, nó ở đây là một cái tai nghe có hai bên blo và một cái mic. Tai nghe bình thường cũng được, nhưng mà tai nghe bình thường khi bạn sử dụng cho một bảo hiểm á, bạn sẽ bị vướng. Còn cái này nó tích hợp, nó có những cái khoang ở trong á, bạn gắn vào trong thì nó sẽ tốt hơn, nó không có bị vướng. Ở đây là cọng dây cáp để sạc nha các bạn, còn đây là những cái miếng khoang để mà cho chúng ta có thể gắn vào. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt. Thì đầu tiên á, cái miếng nhỏ nè các bạn sẽ dán vào trong cái tai nghe của mình. Các bạn lưu ý nha, dán thì dán vào cái bề mặt là cái bề này nè, nó nhẵn bóng này nha các bạn. Cái bề mà nhẵn bóng nè, các bạn dán vào đây nha, chứ dán bên đây là bít cái lo là không nghe gì luôn á. Đó, dán vô. Thì cái tác dụng của tai nghe này để giúp cho các bạn có thể là nhận được cuộc gọi mà không cần phải cởi cái mũ bảo hiểm ra, do đó nó sẽ thuận tiện hơn. Khi mà có cuộc gọi tới, các bạn tấp vào lề và các bạn nhấn nút các bạn nghe thôi, nó sẽ không phải cởi cái mũ ra, nó thuận tiện cho các bạn. Theo luật các bạn sử dụng là vừa di chuyển vừa đeo cái này á, nó sẽ vi phạm và bị xử phạt á, là từ 100 tới 200.000 á. Còn nếu cho bạn gây tai nạn á thì sẽ bổ sung thêm là giam bằng lái từ 2 tới 4 tháng á. Rồi mình sẽ mở cái lót trong đây ra để hướng dẫn cho các bạn cách để gắn vô cái mũ Rock như thế nào. Những cái mũ khác cũng gắn được tương tự nha các bạn, nhưng cái mũ Rock này á, hãng làm có những cái đường dây ở trong cho chúng ta dễ dàng đi cái dây này, nó dễ dàng hơn nha, nó không có bị cộm, không bị vướng lên chân, nên đi cái đường dây rất là đẹp. Rồi, mình sẽ tháo ra. Cái tiếng nghe rất là đanh nha các bạn. Cái này nè, cái nút gắn vô nó rất là khích luôn á. Ở đây, tháo cái lót ra. Ở bên đây mũ này cũng dạng gắn được nha. Này là mũ 3/4 nha các bạn. Tháo lót ra. Rồi sau đó gắn vô trong. Đó. Hai cái miếng còn lại nè, chúng ta sẽ dán vào trong đây nè các bạn. Trong đây nó có cái hõm sâu xuống nè. Thì các bạn dán vào trong đây, nó sẽ tạo ra một cái miếng để chúng ta xé dán và gắn cái tai nghe vô. Khi nào không thích thì chúng ta có thể lột ra bất cứ lúc nào ha. Rồi, dán nó vừa khít trong đây luôn nha. Đó, ok, khít luôn. Bên đây cũng vậy. Luật pháp Việt Nam hiện quy định các bạn, chạy xe những thiết bị âm thanh thì không được sử dụng. Điện thoại di động mà thiết bị âm thanh như tai nghe là không được sử dụng nha các bạn. Chỉ ngoại trừ là máy trợ thính thôi, còn những cái khác sử dụng đều vi phạm hết á, là bị xử phạt hành chính á. Nhiều bạn nói là vừa nghe chạy xe vừa nghe nhạc đó, nó sẽ làm mất tập trung, mà thật sự á, theo nguyên tắc của não bộ nha các bạn, vừa chạy xe vừa nghe nhạc á thì nó càng làm cho bạn dễ tập trung hơn, nó không gây buồn ngủ, tại những cái giác quan của bạn đều được hoạt động đồng thời, không có cái nào phải nghỉ chân á. Các bạn tưởng tượng như các bạn đi mà bạn ngồi sau lưng á thì nó sẽ rất là dễ gây buồn ngủ cho mình. Nè, cái này mình sẽ đặt ở đây nè bạn, đặt ở đây vô nó sẽ dính trong đây ha. Đó, và những cái đường dây nè, chúng ta ở đây nó có những cái rãnh dưới đây nè ha, chúng ta sẽ nhét những cái rãnh này xuống. Giúp đi mình sẽ nhét sau, bây giờ mình gắn bên đây một cái nữa. Rồi, này là miếng xé dán thôi, không có gì phức tạp hết trơn á, ai cũng làm được ha. Dán ở trong cái tai nghe này á, cái thời gian mà đàm thoại nghe nhạc liên tục bằng là khoảng là 5 tiếng đồng hồ á, là pin nó cũng rất là trâu, sạc thì khoảng 2 tới 3 tiếng nha. Cái này là có những cái rãnh ở trong nè, giờ các bạn chỉ cần để nó theo cái rãnh này lên trên đầu là được ha. Nếu các bạn muốn dễ dàng hơn trong quá trình mà lắp đặt của mình á, các bạn sẽ làm thêm một cái miếng băng dính nha, băng dính keo đen á, dán cho nó sát xuống đây thôi nè, băng keo đen giống vậy nè. Nè, bạn dán một cái cho nó không bị bung lên, là khi đó bạn đặt cái lót xuống á, nó không bị cộm gì hết luôn. Cái tai nghe này kết nối Bluetooth với cái điện thoại rất là dễ nha bạn. Các bạn chỉ cần bật cái tai nghe lên là tự động vô phần Bluetooth vô tiệm á, nó kết nối giống như những tai nghe Bluetooth bình thường khác thôi. Chúng ta dán lên cái nữa thì nó khít trong đây luôn, nó không bị cộm. Tới chiếc mũ full face cũng gắn tương tự như luôn các bạn. Đó, gắn ok hết xong các bạn đậy cái này lại. Rồi, ok. Sau đó lắp đặt lại là chúng ta đã có một cái mũ bảo hiểm có thể nhận cuộc gọi nhanh khi mà chúng ta sử dụng lái xe. Thì cuộc gọi tới các bạn chỉ cần bấm một trong hai nút này là nó sẽ bắt, và khi tắt á bạn cũng bấm một trong hai nút, nút nào cũng được nha các bạn, thuận tiện lắm, không cần phải ghi nhớ là bấm nút nào là nhận, lúc nào là tắt ha. Còn giờ gắn vô lại thôi.
Rồi, ok. Chúng ta có thể nghe nhạc ha. Những giác quan được sử dụng đồng thời á thì nó sẽ giảm cái chuyện mà cái não bộ nó bị chán. Những cái bạn mà ngồi sau mà xe thường sẽ gặp cái hiện tượng này, rất là chán luôn á. Tai nghe này thì shop bảo hành 3 tháng nha các bạn. Hả? Nó không có thể gắn vô tai với bộ đàm nha, bộ đàm nếu bạn sử dụng với bộ đàm á, các bạn phải dùng tai nghe Vimoto hoặc là Aorus á thì mấy cái đó nó sẽ đắt tiền hơn. Còn này tác dụng đơn thuần của nó giống như là một cái tai nghe thôi nha các bạn. Chỉ là cái tai nghe Bluetooth thôi mà nó hỗ trợ chúng ta có thể nhận cuộc gọi nhanh và giá nó rẻ, mà khi lắp vô cái mũ bảo hiểm này nó không bị cộm lên. Chúng ta đội vào nó dễ chịu. Đó, ưu điểm của nó là ở chỗ đó thôi. Gài như cái này vô, các bạn sẽ thấy nó rất là mượt luôn nè, thấy chưa? Đó, nó ngay chỗ này thôi. Rồi chúng ta bật cái kính này vô cái nữa là nó sẽ khít với cái mũ luôn. Rồi ok, bạn thấy không? Phải lột cái siêu này ra luôn quá. Phải lột siêu ra luôn đi. Các bạn thấy là nó sẽ cộm đây nè. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là giờ chạy cái này có bị công an phạt không như mình nói nãy. Nhưng mà nếu bạn chạy xe gì á thì cái nguy cơ mà bị phát hiện khi mà bạn sử dụng cái này nó rất là ít nha bạn. Mình không hiểu là cái từ mà khi sử dụng thiết bị âm thanh á là cái này mình đeo mà mình không sử dụng cũng bị phạt hay không, hay là người ta thấy gì là người ta phạt, nên mình cũng băn khoăn cái chỗ đó các bạn. Nhưng mà những cái lỗi này thì thường ít, rất là ít bị phạt. Bạn bật xuống vậy á thì ít ai thấy cái này là cái micro lắm, trừ khi bạn đeo tai nghe lòng thòng á thì người ta mới thấy nó là cái micro hoặc cái tai nghe, người ta phạt bạn thôi. Còn này tai nghe à, dấu âm trong á thì không ai biết hết trơn á. Kết nối điện thoại rất là dễ, chỉ cần là bật Bluetooth lên kết nối thôi, nghe nhạc có cuộc gọi tới thì nó sẽ ưu tiên cho cuộc gọi. Bạn bấm 1-2 nút trong đây nè, đó, bấm nhận một cái là bạn sẽ nghe trả lời mic ở đây, và sau khi đàm thoại xong bạn tắt một cái là xong. Nếu mà đúng luật á, tắp vô lề và nghe điện thoại không cần phải tháo mũ ra. Còn mà bạn chạy xe nghe nhạc á thì mình nói nguy cơ là có thể bị bắt nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.